Trông thì như trên đây chỉ là một quảng cáo xúc xích bình thường. Thế nhưng, bạn có nghĩ rằng chú heo cao bồi trong hình đang mời chúng ta ăn xúc xích được làm từ chính thịt đồng loại của nó không? Con người chỉ nghĩ đơn giản rằng sản phẩm được làm từ thịt con gì thì sẽ dùng chính con đó để quảng cáo. Thế nhưng, sự thật đằng sau thì lại là một nghịch lý đáng sợ nhỉ?